Rất là hoan hỷ, chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp sự hóa lành, gặp hung hóa cát, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang viên mãn tới già. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thần tài báo mộng, vận may liên tục ập đến, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, gặp thời hốt bạc, khổ mấy cũng đổi đời giàu sang, không lo nghèo khó, đúng tháng 6 âm lịch 2024. Kênh Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào tới quý khán giả đang theo dõi luận giải vận mệnh mới nhất trên kênh. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, người xưa có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Vì vậy, cuộc sống của mỗi người dù khó khăn đến đâu nhưng chỉ cần biết cách đối nhân xử thế thì chắc chắn sẽ có đường đời thuận lợi, mọi sự như ý, phú quý triền miên. Kỳ thực trải qua hàng ngàn kiếp luân hồi nhân sinh, tính cách của một người đã quyết định số phận hung cát sang hèn của họ, đúng như câu nói ở hiền gặp lành. Giới tử vi cho biết trong số 12 con giáp, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 được trời sinh có tính cách tuyệt vời, họ sống ngay thẳng, minh bạch, rất thấu tình đạt lý, luôn nghĩ cho mọi người, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể ngoài đời sóng gió hay chông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra, những mối quan hệ của họ không những giúp họ vượt qua khó khăn mà còn đem lại nhiều tài vận, càng lớn tuổi họ càng giàu có, gia đạo hưng thịnh. Đặc biệt, bước sang tháng 6 âm lịch 2024 này, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 sẽ lội ngược dòng số phận của mình. Khi được thần tài ban lộc, phúc tinh cao chiếu, quý nhân tề tựu dẫn đường, họ sẽ đón nhận nhiều vận may vô cùng, làm ăn chúng lớn liên tiếp, giàu có ú ụ, tiền bạc kéo về như nước lũ, đổi đời nhanh chóng mặt. Vậy để biết được vận trình cụ thể tháng 6 âm lịch sẽ diễn biến ra sao, vận may bản mệnh sẽ nhận được là gì, thì xin mời quý khán giả cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Quý khán giả thân mến, trước khi bước vào cái đoạn chuyển đầy chông gai ở phía trước, nói nôm na một tháng tốt để tích sức, tích lực, tích tinh thần, cho cơ thể được nghỉ ngơi, cho tinh thần được bình lặng, trước khi lao vào một cuộc chiến lớn, chung kết ở 2024, cho những gì mà Kỷ Mùi theo đuổi. Nghe thế chắc nhiều Kỷ Mùi sẽ chán lắm, ủa vậy là sao, một tháng tốt để rồi sau đó lại một đoạn vất vả ngược xuôi, nhưng biết làm sao được, sự vất vả này do Kỷ Mùi chọn, mà do Kỷ Mùi không muốn đồng hóa, do Kỷ Mùi muốn đi theo bản tâm, tuân theo bản tính, làm theo bản năng, tròn trịa bản ngã, nên Kỷ Mùi mới lựa chọn đường đi trắc trở như bây giờ, được cái tuy khó, tuy vất nhưng mà thoải mái, tuy ngược xuôi nhưng không bị kìm tâm, kẹt tính, giờ chỉ còn cần có thêm kết quả, đạt thêm thành tựu. Vậy là đủ thỏa mãn cái sự hư vinh trong tâm tình, cho những kẻ từng nghi ngờ, mình trợn mắt lên mà thấy Kỷ Mùi làm được rồi à nha, nên lớn rồi cũng đủ mạnh mẽ rồi. Thay vì lo xa, sợ cái đoạn gian nan 2024 trước mắt, thì cứ nhìn gần hưởng cái đoạn thuận lợi ở thời điểm tháng 6 âm lịch, là một Kỷ Mùi sẽ luôn thật nhiều cô độc từng nói. Họ là những kẻ có thể khiêu vũ với cái bóng của chính mình mà vẫn thật sự vui, có thể trò chuyện, đấu lý, phản biện với chính tiếng nói, nội tâm của mình mà vẫn thật sự thú vị. Nên sự cô độc này với Kỷ Mùi nó không phải là khổ, nó chỉ đơn giản là ta thích một mình một cõi yên lặng trong cái thế gian đầy bon chen ngược xuôi này. Vậy một Kỷ Mùi sẽ lập dị và chẳng có bạn bè ư, lại sai nhiều lắm, là một Kỷ Mùi sẽ chẳng thiếu quan hệ, cũng chẳng thiếu người muốn thân quen. Sự cô độc của Kỷ Mùi nó khác với thế giới. Nếu tất cả mọi người nghĩ rằng cô độc tức là không có một ai, thì với Kỷ Mùi cô độc, cô đơn hay đơn độc đơn giản là thế giới 8 tỷ người, có thể quên thật nhiều, có thể biết thật lắm, nhưng sẽ không thật sự ai có được Kỷ Mùi này. Cái suy nghĩ này nó rất loằng ngoằng và tôi nghĩ chắc chỉ Kỷ Mùi mới hiểu được tôi. Cô độc không phải vì tôi không có một ai, tôi cô độc vì không ai có được tôi,
Không ai thấu được tôi, không ai kết nối được với cái bản thể bên trong tôi, chỉ có vậy. Nhắc lại một chút cho Kỳ Mùi nhớ, họ từng có khả năng tự chơi, tự sinh, tự diệt cao đến mức nào, tuy cuộc đời lắm gian truân. Thỉnh thoảng bản tâm ta phải mòn đi mà thỏa hiệp, phải chạy theo những thứ như sự nghiệp, tiền tài, gia đình hay con cái nọ kia. Nhưng cái chất đơn độc không thể đồng hóa của Kỳ Mùi sẽ không bao giờ thay đổi đường đời bạn. Khó là do bạn không chọn sự dễ, cuộc sống bạn vẫn là do bạn chọn nhầm, rồi lại sẵn sàng chọn lại. Nên cái thời vận tuy có ảnh hưởng, nhưng thực tế nó vẫn nằm trong sự tính toán, thuộc về sự cân đối lựa chọn của bạn mà thôi. Và điều cuối cùng, nếu bạn là một người đam mê cổ tích, từng nghiên cứu các câu chuyện về việc khai thiên lập địa, tức mở mang trời đất, bạn sẽ biết trước khi có đất trời, trước khi sinh vạn vật, mọi thứ thường chìm trong u ám, trong cõi u minh mù mịt, không có gì đáng để lưu tâm. Khi cuộc đời của bạn ngày một nát, hoặc đường bạn đi ngày một tối, cảnh bạn sống ngày một trắc trở, cũng là lúc sự chuyển mình, sự thay đổi thời khắc, đổi cảnh đang cận kề lắm thay. Mong bạn luôn nhớ về việc bạn là ai, tôi cô độc vì thế giới không ai hiểu được tôi, chứ không hẳn vì tôi không có ai để chia sẻ. Và vì không ai hiểu nên cứ tập trung cặm cụi mà làm, lầm lì mà bước, để thời gian trả lời tất cả thành quả thể hiện con người, có vậy thôi. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch, can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn. Có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng mưu, sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, tháng 6 âm lịch là khoảng thời gian đáng mong đợi cho người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Với sự tác động mạnh mẽ từ các sao tốt như thiên tài, thiên hỷ và phúc đức, cuộc sống của bản mệnh sẽ được phủ lên bởi những điều tốt lành và may mắn. Đây là tháng mà vận khí của người tuổi Kỷ Mùi thăng hoa, mang lại sự thuận lợi trên mọi phương diện của cuộc sống. Những áp lực, khó khăn từ những tháng trước sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho những cơ hội phát triển và thành công. Đặc biệt, tháng này còn là thời điểm để bạn kết nối và nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, giúp bạn vượt qua mọi thử thách một cách dễ dàng. Hãy tận dụng thời gian này để thực hiện những kế hoạch, dự định còn dang dở, bởi sự nỗ lực và kiên trì sẽ mang lại kết quả viên mãn. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi. Những ai đang làm việc trong môi trường công sở sẽ cảm nhận được sự tiến triển rõ rệt. Các dự án, kế hoạch đang thực hiện đều tiến triển thuận lợi và đạt được những thành công bước đầu. Sự kiên trì và tinh thần làm việc chăm chỉ của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Không ít người sẽ nhận được những lời khen ngợi đề bạt, thăng chức hoặc cơ hội tham gia vào những dự án quan trọng. Đối với những người kinh doanh, tháng này là thời điểm vàng để mở rộng quy mô kinh doanh, tìm kiếm đối tác mới và khai thác những thị trường tiềm năng. Các chiến lược kinh doanh mới nếu được áp dụng đúng cách sẽ mang lại những hợp đồng lớn và lợi nhuận đáng kể. Hãy chú trọng vào việc xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác, bởi họ sẽ là những người mang lại nhiều cơ hội và hỗ trợ quý giá. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 6 âm lịch. Phương diện tài lộc của người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 6 âm lịch vô cùng dồi dào và thịnh vượng. Những nguồn thu nhập chính từ công việc và kinh doanh đều tăng lên đáng kể, giúp họ có thêm tiền để tích lũy và đầu tư cho tương lai. Các khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, mang lại những khoản lợi nhuận lớn và ổn định. Không chỉ dừng lại ở những nguồn thu nhập chính, người tuổi Kỷ Mùi còn có cơ hội nhận được những khoản thu nhập phụ từ những dự án, công việc ngoài lề. Điều này giúp họ có thêm tiền để chi tiêu và đầu tư vào những lĩnh vực mới. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, dù tài lộc dồi dào nhưng bạn cũng nên cẩn trọng trong việc quản lý tài chính, tránh tiêu xài hoang phí và lập kế hoạch chi tiêu hợp lý để đảm bảo tài chính bền vững. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là thời điểm để người tuổi Kỷ Mùi củng cố và tăng cường mối quan hệ tình cảm gia đình. Những xung đột, hiểu lầm trước đây sẽ dần được giải quyết, mang lại không khí hòa thuận và yêu thương trong gia đình. Họ sẽ có nhiều thời gian hơn để quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với người thân, giúp mối quan hệ thêm gắn kết và bền chặt. Đối với những người còn độc thân, tháng này là thời điểm tốt để mở lòng và đón nhận những cơ hội mới trong tình yêu.
các mối quan hệ xã hội sẽ mang lại những người bạn mới và không ít trong số đó có thể trở thành người bạn đời lý tưởng. Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn và thử thách bản thân trong những mối quan hệ mới, bởi tình yêu có thể đến bất ngờ và mang lại niềm vui, hạnh phúc. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 6 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 6 âm lịch khá ổn định và tốt đẹp, họ sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào, giúp họ vượt qua những áp lực, căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Để duy trì thể lực tốt nhất, đừng quên tập luyện thể dục, thể thao đều đặn để tăng cường sức đề kháng và giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra, hãy cẩn thận với các dấu hiệu sức khỏe bất thường và đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Chú trọng đến việc duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, bởi điều này không chỉ giúp họ có sức khỏe tốt mà còn giúp tinh thần luôn lạc quan và vui vẻ. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận dành cho người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết: tháng 6 âm lịch vận trình tài lộc có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nếu bản mệnh có kế hoạch tài chính cụ thể và hợp lý thì không cần phải suy tính quá nhiều trong việc kiếm tiền, đồng tiền sẽ tự đến. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu xám và màu cam. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần đầu tiên của tháng 6 âm lịch cho thấy, người tuổi Kỷ Mùi sẽ cảm nhận được sự khởi đầu đầy hứa hẹn và may mắn. Các sao tốt như Thiên Tài và Thiên Hỷ chiếu mệnh, mang lại nhiều cơ hội mới trong công việc và cuộc sống. Trong công việc, đây là tuần mà bạn sẽ cảm nhận được sự suôn sẻ và thuận lợi. Các dự án, kế hoạch đang tiến hành sẽ có những bước tiến đáng kể. Cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao tinh thần làm việc chăm chỉ và trách nhiệm của bạn. Hãy tận dụng tuần này để trình bày những ý tưởng mới hoặc đề xuất các cải tiến. Chắc chắn bạn sẽ nhận được sự ủng hộ và khích lệ. Tuần đầu tháng cũng mở ra nhiều cơ hội tài chính. Các nguồn thu nhập phụ sẽ bắt đầu xuất hiện mang lại những khoản tiền ngoài dự kiến. Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư, thì đây là thời điểm tốt để nghiên cứu và đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt. Chuyện tình cảm gia đình và các mối quan hệ cá nhân đều hòa thuận, đây là thời điểm tốt để bạn dành thời nhiều hơn cho gia đình, tạo sự gắn kết và chia sẻ niềm vui. Nếu bạn còn độc thân hãy mở lòng và tham gia vào các hoạt động xã hội để gặp gỡ những người bạn mới. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần ổn định, nhưng bạn cần chú ý đến việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng. Đừng quên tập luyện thể dục đều đặn để giữ gìn sức khỏe và tăng cường sức đề kháng. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 6 âm lịch. Tử vi tuần 2 của tháng 6 âm lịch mang lại sự ổn định và tiếp tục thăng hoa trong các lĩnh vực của cuộc sống. Các sao tốt vẫn tiếp tục chiếu mệnh, giúp tuổi Kỷ Mùi duy trì và phát triển những thành công đã đạt được từ tuần trước. Công danh sự nghiệp trong tuần này sẽ gặp được nhiều quý nhân phù trợ. Những người này sẽ giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn và mở ra những cơ hội mới trong công việc. Đừng ngần ngại nhờ sự giúp đỡ khi cần thiết và hãy thể hiện tinh thần học hỏi, cầu tiến. Tài chính tuần này tiếp tục khởi sắc, các khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, mang lại những khoản lợi nhuận đáng kể. Đây cũng là tuần mà bạn có thể nhận được những khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ những dự án phụ. Hãy quản lý tài chính một cách thông minh để đảm bảo sự bền vững. Chuyện tình cảm trong tuần. Các mối quan hệ gia đình vẫn duy trì được sự hòa thuận và ấm áp. Những hiểu lầm trước đây sẽ được giải quyết, mang lại không khí vui vẻ và thân thiện trong gia đình. Đối với người độc thân, hãy tận dụng cơ hội này để xây dựng và phát triển mối quan hệ mới. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần này khá tốt, nhưng bạn cần chú ý đến việc nghỉ ngơi và thư giãn. Để tránh căng thẳng và mệt mỏi, hãy tham gia các hoạt động thể dục thể thao nhẹ nhàng để duy trì thể lực và sức khỏe tinh thần. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 6 âm lịch là thời điểm mà tuổi Kỷ Mùi cần tập trung và kiên trì để vượt qua những thử thách mới. Mặc dù có một vài khó khăn xuất hiện, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực, bạn sẽ đạt được những kết quả xứng đáng. Công việc có thể gặp một số thử thách nhưng đừng nản lòng, hãy duy trì sự kiên trì và tập trung vào mục tiêu dài hạn.
Sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đừng ngần ngại tìm kiếm lời khuyên và sự giúp đỡ khi cần. Tài chính tuần này có thể không còn suôn sẻ như hai tuần trước. Một số khoản chi bất ngờ có thể xuất hiện, đòi hỏi bạn phải quản lý chi tiêu cẩn thận. Hãy tránh những khoản đầu tư mạo hiểm và tập trung vào các nguồn thu nhập ổn định. Gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc cho bạn trong tuần này. Những khoảnh khắc chia sẻ và thấu hiểu sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Đối với người độc thân, hãy giữ cho mình một tâm trạng lạc quan và mở lòng với những cơ hội mới trong tình yêu. Sức khỏe cần được chú ý nhiều hơn trong tuần này. Hãy đảm bảo bạn có đủ thời gian nghỉ ngơi và thư giãn, tránh làm việc quá sức và duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 6 âm lịch. Tuần cuối cùng của tháng 6 âm lịch sẽ mang lại nhiều niềm vui và may mắn, những nỗ lực và cố gắng trong suốt tháng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây là tuần để bạn tận hưởng thành quả và chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo. Công việc sẽ tiến triển thuận lợi hơn so với tuần trước. Những dự án, kế hoạch đã bắt đầu cho thấy kết quả tích cực. Sự đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp sẽ là nguồn động lực lớn để bạn tiếp tục phấn đấu. Hãy tận dụng tuần này để lên kế hoạch cho những mục tiêu dài hạn và chuẩn bị cho những thử thách mới. Tài chính tuần này sẽ có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Những khoản thu nhập từ công việc chính và phụ đều ổn định và tăng lên. Hãy cẩn thận trong việc quản lý chi tiêu và đầu tư để đảm bảo tài chính bền vững. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn lập kế hoạch tài chính dài hạn. Tình cảm gia đình sẽ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Những khoảnh khắc đoàn tụ và chia sẻ sẽ giúp củng cố mối quan hệ gia đình. Đối với người độc thân, tuần này mang lại nhiều cơ hội để bạn gặp gỡ và phát triển mối quan hệ mới. Hãy mở lòng và đón nhận những cảm xúc mới. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy nửa kia của mình. Sức khỏe tuần này khá tốt. Hãy duy trì thói quen tập luyện thể dục đều đặn và ăn uống lành mạnh. Đừng quên dành thời gian thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Một tinh thần thoải mái và lạc quan sẽ giúp bạn vượt qua mọi áp lực và giữ gìn sức khỏe. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy tự kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát thể hiện thông điệp về lòng từ bi bác ái, tạo cơ hội cho những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc giúp đỡ những người khác. Mệnh Thiên Thượng Hỏa thường biểu hiện nhiệt huyết và quyết tâm, nhưng với bản tính nóng nảy, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát là một biểu tượng tinh thần để rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc, cân nhắc và nhẫn nại trong mọi tình huống. Ngoài ra, tượng Quan Âm Bồ Tát còn giúp bản mệnh kiên định, giữ vững lập trường. Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát có thể là một hình mẫu để họ học cách nhìn thấu tâm tư của người khác và thể hiện lòng quan tâm một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc với nụ cười rạng rỡ giúp giải tỏa những mệt mỏi, căng thẳng, đặt tượng trên bàn làm việc có thể tạo ra một không gian lạc quan và tích cực, từ đó thúc đẩy tinh thần làm việc và tạo ra môi trường thuận lợi cho công việc. Tượng cũng là biểu tượng của sự sung túc và phú quý, mang lại hy vọng cho sự thành công trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, tác dụng của biểu tượng Phật Di Lặc không chỉ dừng lại ở việc giải tỏa căng thẳng, đồng thời tạo ra cơ hội cho sự thấu hiểu và hòa giải trong mối quan hệ, cả trong công việc và cuộc sống ngày thường. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là linh vật chỉ ăn tiền vàng, trang sức, đã từ lâu trở thành biểu tượng của sự chiêu tài và cầu lộc. Đối với người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tượng Tỳ Hưu không chỉ đại diện cho khả năng thu hút tài lộc, mà còn có sức mạnh ẩn giấu để hóa giải những thách thức và khó khăn. Đặt tượng trên bàn làm việc, người mang mệnh thiên thượng hỏa có thể hướng tâm trí mình vào những điều tích cực và thuận lợi. Điều đặc biệt về Tỳ Hưu là không có hầu môn để thải ra, điều này mang ý nghĩa rằng biểu tượng Tỳ Hưu không chỉ thu hút tài lộc vào trong, mà vẫn giữ chặt và bảo vệ chúng khỏi bị mất mát. Với mệnh thiên thượng hỏa, điều này thể hiện khả năng tạo ra và tích tụ tài sản một cách thông minh và bền vững. Thiềm Thử. Thiềm Thử tượng cóc ba chân còn được gọi là cóc ngậm tiền, đã lâu trở thành linh vật đặc biệt trong văn hóa phong thủy mang theo mình sự trấn bảo và mang lại nhiều điều phổ biến. Bên cạnh đó, nó còn có khả năng hóa giải những điều không may mắn và tạo ra sự cân bằng trong môi trường xung quanh.
Đặt tượng này trong không gian làm việc hay cuộc sống, người mang mệnh thiên thượng hỏa có thể thu hút vượng khí, tạo cơ hội cho sự thịnh vượng và chiêu tài. Với tượng cóc ba chân, người tuổi Kỷ Mùi có thể tận dụng sức mạnh của linh vật này để tạo ra một môi trường tích cực, thuận lợi cho công việc và cuộc sống. Tượng thiềm thừ không chỉ mang lại vận may mà còn hỗ trợ xua tà những điều không tốt, tạo điều kiện để chế bản mệnh tiến xa hơn trên con đường thành công và hạnh phúc. Quả cầu phong thủy. Quả cầu phong thủy được chế tác từ đá thạch anh, những viên đá với niên đại hàng triệu năm, mang trong mình nguồn năng lượng quý hiếm, mang trong mình nguồn năng lượng tích cực rất lớn. Với người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tượng cầu đá phong thủy không chỉ là vật phẩm trang trí mà còn là nguồn năng lượng giúp cân bằng và kích hoạt tinh thần. Hình dạng tròn của quả cầu giúp lưu thông nguyên khí, hỗ trợ sự phát triển trong công việc và cuộc sống, năng lượng dương khí từ đá thạch anh có thể thu hút tài lộc và may mắn. Cùng với sự bình an và ổn định, lựa chọn vật phẩm phong thủy phù hợp với tuổi và mệnh của mình, tăng cường hiệu quả năng lượng từ đá quả cầu phong thủy, có thể giúp người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 tập trung, tư duy sáng tạo, làm việc hiệu quả hơn, thu hút nhiều cơ hội thịnh vượng hơn trong cuộc sống. Tháp Văn Xương. Tháp Văn Xương mang trong mình khả năng thúc đẩy và tạo động lực cho sự phát triển trí tuệ và kiến thức, hình dạng tháp 7 tầng, 9 tầng, 13 tầng thể hiện sự phát triển vững chắc và tiến lên đỉnh vinh quang, phản ánh tinh thần của người mang mệnh thiên thượng hỏa. Tháp Văn Xương không chỉ tạo ra một không gian thích hợp để phát triển tri thức, mà còn thể hiện tinh thần của sự dũng cảm và nỗ lực trong việc đạt được mục tiêu. Quý khán giả thân mến, sống khiêm tốn có tác dụng gì đối với con người? Nếu bạn phụ người lương tâm cắn rứt, nếu lương tâm trống rỗng, bạn sẽ thu nhận rộng rãi. Nếu bạn lấy rộng rãi mà đối đãi với người khác, bạn sẽ lên cảnh giới cao hơn. Chỉ có khiêm tốn mới có thể mở mang tâm trí và nâng cao cảnh giới của chính mình. Bởi vì trái tim khiêm tốn thì biết cởi mở và chấp nhận, trong khi trái tim không khiêm tốn thì đóng kín và keo kiệt. Sự khiêm tốn còn liên quan đến hình mẫu của một người, sẽ ảnh hưởng đến những thành tựu mà một người có thể đạt được theo thời gian. Đối lập với khiêm tốn là tự cao, tự đại. Bệnh hiểm nghèo trong nhân cách của con người chính là sự tự cao tự đại. Người kiêu ngạo không được hoan nghênh, chỉ có người khiêm tốn mới được hoan nghênh. Nếu bạn làm việc khiêm tốn thì sẽ được lòng nhiều người. Nếu bạn kiêu ngạo thì nhiều người sẽ bỏ đi. Vì vậy, khiêm tốn hay không kiêu ngạo thực sự liên quan đến cách mọi người làm mọi việc và liệu họ có thể làm được những việc đó hay không. Vâng, quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Chương trình xin được tạm dừng tại đây, chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.